Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh Địa Rea. Hôm nay chúng ta cùng nhau chia sẻ về chương trình iRope của dự án Hava. Đây là một cái dự án mà các bạn sẽ chia một pool giải thưởng là 200.000 token là HVH, tỷ lệ thuận với số lượng NT các bạn nhận được. Đấy, các bạn càng nhiều NT thì phần thưởng các bạn càng nhiều. Tức là cái sự kiện này thì dành cho tất cả anh em, không có suất ăn đường luôn, và tất cả anh em đều có cơ hội như nhau. Đối với sự kiện này ấy, thì chúng ta sẽ có cả phần thưởng USDT dành cho 20 người may mắn. Và đây có phần thưởng Rapper, thì phần thưởng Rapper chúng ta không quan tâm lắm vì rất khó để cả mình cũng như anh em nhận được phần thưởng Rapper này. Dự án này thì sẽ kết thúc sau 14 ngày nữa nên anh em cần phải tranh thủ. Người chiến thắng công bố vào ngày 23 tháng 12, đấy, tức là trước Giáng sinh một ngày. Chúng ta sẽ cùng nhau làm những nhiệm vụ của iRope như sau. Trước tiên là chúng ta sẽ visit website, chúng ta mở ra. Rồi chúng ta ăn con tin. Rồi ở đây bước tiếp theo chúng ta sẽ submit cái tài khoản Hava account nickname. Thế đây các bạn nút sign up cho mình. Ở mục 1 chúng ta điền họ tên, tên đệm. Mục 2 điền email. Mục 3 tạo một cái nickname bất kỳ. Lưu ý là nickname gồm dưới 16 ký tự. Tiếp theo là chúng ta sẽ tạo một khẩu gồm chữ viết hoa, ký tự đặc biệt, cái thăng cộng vân vân. Rồi chúng ta tích vào hai cái mục agree và nút sign up nhé. Lưu ý với anh em là phần tên ấy, chúng ta không điền được phần họ, phần tên đệm, chúng ta chỉ cần điền phần tên thôi. Ví dụ mình tên là anh thì điền phần tên nhé. Hôm nay mình vừa test rồi. Anh em thông cảm tại sao mình không thể cho anh em xem cái mục điền của mình được, bởi vì là theo chính sách cộng đồng trong group bắt nạt của YouTube thì không cho phép chúng ta được tiết lộ thông tin cá nhân. Khi mình chia sẻ thông tin cá nhân như vậy thì rất dễ bị ăn gậy, nên mong em thông cảm. Giờ các bạn sẽ nhận được mail confirm, chúng ta ấn vào nút verify email. Rồi. Và bây giờ thì các bạn sẽ tiến hành tải xuống ứng dụng ví, chúng ta ấn vào thêm vào Chrome. Thêm tiện ích. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ mở cái tiện ích kim tiện ích này lên này, chúng ta bắt đầu chúng ta điền này. Anh em chờ tí mình tắt cái này. Những cái nào không cần thiết thì cũng không nên để làm gì. Bỏ ghim này. Này nhiều ví quá. Loạn xin ngầu lên. Đó là chúng ta nút start. Start này. Còn ngôn ngữ thì chỉ có tiếng Anh thôi. Rồi cứ ấn like đi. Bây giờ cái mật khẩu chúng ta tạo mật khẩu, xác mật khẩu chúng ta đã tạo. Mật khẩu ít nhất là 10 ký tự, anh em lưu ý nhé, chúng ta nút like nhé. Rồi đến bước này thì anh em sẽ thấy có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là các bạn create new wallet, tức là chúng ta sẽ tạo một ví mới. Lựa chọn thứ hai là các bạn sẽ sử dụng ví cũ để đăng nhập, thì nhiên ra sẽ chọn lựa chọn đầu tiên. Chọn lựa chọn đầu tiên thì các bạn sẽ được cung cấp 12 từ tiếng Anh, các bạn nhớ lưu lại 12 từ này nơi an toàn nhé. Sau khi được cung cấp 12 từ tiếng Anh thì chúng ta sẽ đến với bước này. Ở cái bước này thì chúng ta sẽ chọn vị trí của các từ 1 đến 12. Ví dụ đây là cái vị trí của các từ của mình nhé. User này, 1 này, được chưa? Crude này, crude man này. Đấy, chúng ta cứ lần lượt chúng ta chọn nhé. Crude các thứ đây chúng ta chọn 1 đến 12, bao giờ nó hiện lên chữ vary nổi nên chúng ta nút vary là xong, được chưa? Từ 1 đến 12 cứ vậy chọn nhé, được chưa? Đấy, 1 này, 2 này, 3 man này, tiếp theo man này, được chưa? Đấy, mình hướng dẫn sơ sơ cho anh em thôi, chứ còn nếu mà ngồi đây mà hướng dẫn tạo ví nổ hết bảo mật mình mất là mất thời gian lắm. Này anh em thông cảm, ta cứ chọn đủ 12 từ. Và các bạn nhớ lưu lại những 12 từ bảo mật này nơi an toàn nhé. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ tạo cái phần account name, thì các bạn ghi tùy ý thôi. Cái này account name nó không quan trọng đâu, nó không liên quan bảo mật nhé. Sau đó các bạn chọn đôn này. Ok, và đây chính là cái địa chỉ ví các bạn. Đấy, đây địa chỉ các bạn có thể dùng địa chỉ ví này để khai báo trong dự án iRope nếu như chúng ta sử dụng cái nền tảng ví Hava này. Ok, rồi bây giờ thì các bạn có thể kết nối cái ví chúng ta. Kết nối ví chúng ta với lại tài khoản nhé. Nên kết nối ví để nó ấy. Còn đây là cái username của chúng ta này. Đấy, chúng ta có thể vào phần account info. Ở trong đây thì nó sẽ có phần tên, các bạn có thể chỉnh sửa lại phần tên, bổ sung lại phần tên. Có vẻ như là nó chỉ cho viết liền thôi. Thôi cũng không sửa được nữa, không sửa được làm gì. Đây nickname này, bây giờ các bạn sẽ điền cái nickname các bạn tạo đây nhé. Đấy, continue đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với các nhiệm vụ khác. Nói chung dự án này làm thì cũng hơi mất thời gian tí đấy. Bởi vì là cái dự án này thì nó yêu cầu chúng ta làm một số các cái bước mà các bạn hơi mất thời gian. Ví dụ bước tạo ví chẳng hạn, cái ví này là ví mới, đúng không ạ?
và nhiều anh em sẽ có phần nào bỡ ngỡ với cái ví này. Ok, đây thì các bạn ấn vào phần nút vari này. Đấy, ấn đây được. Rồi click đây này, một này được chưa? Rồi chọn cộng đồng hai này. Đấy. Rồi bây giờ các bạn tiếp tục này. Chúng ta mở lại trên đây, chúng ta nút con tin. Follow tister, retweet bài đăng. Follow tister tiếp. Follow. Này, retweet. Follow. Ta xác thực những cái nhiệm vụ này. Rồi join vào kênh Telegram. Con tin này, tiếp tục này. Join tiếp một kênh Telegram nữa đây. Ok, chúng ta tiếp tục còn con tin. Rồi, follow cái Medium chúng ta mở ra này. Medium thì có thể là các bạn sẽ cần phải dùng VPN, nhưng mà trong trường hợp này thì không cần đâu. Chúng ta nút follow đây. Ok, chúng ta trở lại con tin tiếp tục này. Rồi bây giờ đến vụ subscribe cái YouTube. Đăng ký kênh này. Rồi tiếp theo là con tin. Đối với phần địa chỉ thì chúng ta sẽ sử dụng địa chỉ ví đương nhiên của Hava rồi. Đấy, ta copy phần địa chỉ ví này. Dự án này có mainnet riêng. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng địa chỉ ví Tronlink để các bạn có thể nhận được USDT. Thì cái này ấy, thì một anh em có thể dùng ví Tronlink, nhưng mà cái này thì nó không quan trọng đâu. Thực tế thì nói thật anh em không vào top được đâu. Bản thân mình cũng chả vào top được anh em ạ, bởi vì top nó chỉ là top 5 thôi. Đã được chưa? Top 5 thôi, top 5 thì ăn được cái giải thưởng 500 đô này, nhưng mà lấy đâu ra top 5. Đấy. Các bạn kể cả có chết cũng không chắc có vào được top 5 vì này bây giờ cheater rất nhiều. Đấy, nên là chúng ta không hóng lắm cái giải thưởng này, nhưng mà thôi bây giờ mình cứ điền cái ví Tronlink vào. Biết đâu được đúng không ạ? Nhưng mà cứ điền thôi. Rồi. Đấy, ta copy phần địa chỉ ví cho Linh như mình nhé. Trở lại đây các bạn paste ví cho Linh vào đây và ta nút continue. Đấy, có vậy thôi nhé. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ một chương trình group của dự án Hava. Một dự án có mainnet riêng và em nhìn hy vọng những dự án có mainnet kiểu này. Nhìn cái màu sắc xanh xanh kiểu này thì mình nghĩ là dự án có thể là một dự án tiềm năng trong tương lai. Thì anh em chúng ta cố gắng đăng ký để tham gia dự án này. Hy vọng là anh em trên kênh chúng ta sẽ nhận được thật nhiều token đến từ dự án. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn ra tiếp theo.